Gia đình Hoa Dâm Một đọ giọng cùng dàn sao tại Spring Music Festival in Đà Lạt. Giữa tin đồn nghỉ chơi, Kuka tránh xuất hiện ở sự kiện có khả như Lee Seung Ki-un từ thanh niên đóng vai phụ mở nhạt đến niềm tự hào của Hàn Quốc tại Oscar và liên hoan phim Cannes. Taylor Swift bỗng bị chỉ trích khi đến sân vận động của vũ bạn trai, dùng mình những lời tiên tri chính xác về sao Hàn. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Gia đình Hoa Dâm Một đọ giọng cùng dàn sao tại Spring Music Festival in Đà Lạt. Các nghệ sĩ với những màn trình diễn đặc sắc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc bùng nổ, khó quên. Vừa qua, để mừng Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc, Spring Music Festival in Đà Lạt sẽ chính thức được diễn ra tại sân vận động Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024. Đây cũng chính là sự kiện âm nhạc đầu tiên trong năm mới có quy mô tổ chức lớn, cùng sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, sân khấu và âm thanh tại thành phố Đà Lạt. Bên cạnh việc thưởng thức những tiết mục trình diễn mãn nhãn và đã tay từ các ngôi sao đình đám, sân khấu Spring Music Festival in Đà Lạt cũng mang đến nhiều ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên gia đình Hoa Dâm Một của Hoa Minzy sẽ đọ giọng cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Văn Mai Hương, Binzy, BJ hay ông Baby Orange tiếp tục lộ mặt với giọng ca nội lực. Và đầy cảm xúc cũng khiến sức nóng tại thành phố ngàn hoa này tăng lên hơn bao giờ hết. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ khi một số cái tên nổi bật từ rap Việt như Pháp Kiều, 24 Kaizai, vốn sở hữu màu sắc đa dạng trong dòng nhạc đầy cuốn hút này. Các rapper đã khiến công chúng không khỏi tò mò với những phần trình diễn bùng nổ sẽ mang đến chương trình. Green Music Festival in Đà Lạt diễn ra xuyên suốt 4 tiếng. Khán giả sẽ có những trải nghiệm âm nhạc thăng hoa tại sân vận động Đà Lạt nhờ hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Giữa tin đồn nghỉ chơi, Kuka tránh xuất hiện ở sự kiện có khả như. Mối quan hệ của cả hai luôn là chủ để nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, khả như Thúy Ngân và Diệu Nhi công bố tham gia dự án phim điện ảnh Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Nhiều nghệ sĩ VBiz đã gửi lời chúc mừng và mong dự án đại thắng. Thế nhưng Kuka lại có động thái gây chú ý. Theo đó, nữ diễn viên công khai đăng poster phim có hình ảnh Khả Như kèm lời chúc. Chúc phim thắng lớn, cho em chúc mừng từ xa ạ. Đây cũng là lần hiếm hoi Kuka có chia sẻ liên quan đến Khả Như giữa nghi vấn mối quan hệ của cả hai đã dạn nứt. Đáng nói hơn, dù chúc mừng nhưng Kuka lại không xuất hiện trong họp báo có Khả Như. Nữ diễn viên giải thích vì bận lịch quay hình nên không thể tham dự. Sau đó, vợ Kim Tuấn Kiệt cũng tung bằng chứng check-in tại phim trường cùng với Duy Khánh, Quỳnh Lập. Tại sự kiện, khi phóng viên gọi nhầm Thúy Ngân thành Kuka, Khả Như đã ngay lập tức nhắc nhở. Dẫu vậy, cô không hề có bất kỳ câu nói nào về người bạn thân thiết. Sau sự kiện, Khả Như đã đăng tải loạt bài đăng chúc mừng của các đồng nghiệp nhưng không có Kuka. Từng là chị em thân thiết nhưng nay Kuka và Khả Như ít xuất hiện cùng, không còn tương tác khiến cư dân mạng càng thêm nghi vấn hai nghệ sĩ đang nghỉ chơi. Tuy nhiên, hiện tại người trong cuộc vẫn không lên tiếng về tin đồn này. Trong buổi trò chuyện với Minh Tú, Kuka từng bộc bạch chia sẻ mọi mặt trong cuộc sống đều ổn, trừ tình bạn. Lee Seung Ki-un từ thanh niên đóng vai phụ mở nhạt đến niềm tự hào của Hàn Quốc tại Oscar và liên hoan phim Cannes. Tài tử Lee Seung Ki-un vụt sáng thành sao hạng A nhờ năng lực diễn xuất hơn người vừa ra đi vào hôm qua. 22 năm đóng phim, Lee Seung Ki-un ghi dấu ấn trong nhiều dự án lớn nhỏ. Dù không sở hữu ngoại hình điển trai để vào các vai soái ca, tổng tài màn ảnh, nhưng Lee Seung Ki-un đã tỏa sáng theo cách riêng, đi lên nhờ thực lực và được khán giả hết lời ca ngợi. Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu nhạc kịch, Lee Seung Ki-un chạm ngõ điện ảnh bằng những vai phụ mờ nhạt. Về sau, làm diễn viên nỗ lực từng ngày và nhận quả ngọt xứng đáng với cúp ảnh đế danh giá. 2014, Lee Seung Ki-un đã thắng cúp nam chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại Baekseong. Sau thành công của AHJ, Lee Seung Ki-un tiếp tục gây tiếng vang với vai diễn trong bom tấn điện ảnh Ký sinh trùng. Đây là tựa phim từng mang lại vẻ vang cho giải trí Hàn Quốc khi đoạt giải thưởng phim hay nhất tại Oscar 2020 và giành cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes 2019. Cũng nhờ thành công của dự án, Lee Seung Ki-un được nhiều nhà làm phim và nhãn hàng săn đón, nhận về nhiều hợp đồng có giá trị cao. Sáng ngày 27 tháng 12, tờ Post đưa tin tài tử hạng A xứ Hàn, Lee Seung Ki-un đã qua đời sau khi bị phát hiện bất tỉnh trên ô tô. Thông tin này khiến truyền thông châu Á náo loạn, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương cho nam diễn viên và gia đình anh. Theo tiết lộ của truyền thông Hàn, Lee Seung Ki-un còn 4 dự án phim ảnh đang quay và chờ công chiếu. Tuy nhiên, nam diễn viên đã không may qua đời. Taylor Swift bỗng bị chỉ trích khi đến sân vận động của vũ bạn trai. Cô nàng cứ xuất hiện là cầu thủ lại thua. Mới đây, tờ Pacific đưa tin Taylor Swift hiện gặp phải rắc rối với người hâm mộ câu lạc bộ bóng bầu dục Kansas City Chiefs, nơi bạn trai Travis Kelce đang thi đấu. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vừa tới cổ vũ người yêu trong trận đối đầu với đội Las Vegas Raiders. Đáng tiếc, đội bóng của Travis lại tiếp tục phải đón nhận một trận thua. Được biết, câu lạc bộ này thua tới 5 trận trong 8 trận đấu vừa qua, đang gây thất vọng lớn với thành tích bết bát. Trên các diễn đàn, người hâm mộ Kansas City Chiefs chỉ ra rằng thành tích của đội bóng lao dốc kể từ khi Taylor thường xuyên tới sân vận động cổ vũ bạn trai cầu thủ. Từ đây, fan của đội bóng bất ngờ chĩa mũi dùi về phía giọng ca Beth Blatt, nhấn mạnh cô là nguyên nhân khiến Travis Kelce mất tập trung trong thi đấu dẫn tới thành tích yếu kém của đội. Không chỉ người hâm mộ Kansas City Chiefs phẫn nộ, ngay cả bình luận viên Skip Bayless cũng công khai đá xoáy nữ ca sĩ sinh năm 1989 trên trang cá nhân bằng dòng tweet: có vẻ như đã đến lúc gọi Taylor là người gây sao nhãng rồi. Bạn nghĩ thế nào Patrick? Còn bạn thì sao Travis? Đây không phải lần đầu tiên Taylor gặp rắc rối với người hâm mộ bóng bầu dục.
Trước đó, việc giọng ca Bad Blood liên tục tham gia các trận bóng bầu dục trong suốt thời gian qua cũng khiến một bộ phận cư dân mạng không hài lòng. Dùng mình những lời tiên tri chính xác về sao Hàn. Sự nghiệp huy hoàng bỗng chốc tiêu tan. Sự ra đi được dự báo từ trước. Hôn nhân tan vỡ. Số phận của công ty giải trí hàng đầu. Rất nhiều bài tiên tri, xem lá số cho các ngôi sao đều diễn ra đúng như lời dự đoán, khiến ai nấy đều bất ngờ. Danh tiếng sụp đổ và sự ra đi của Lee Sun Kyun. Đoạn video năm 2020 được cư dân mạng đào lại, một bà đồng cốt đã tiên đoán về tương lai của Lee Sun Kyun. Tôi thấy còng tay xuất hiện, anh ta đang tìm thuốc, có vẻ anh ta sẽ vướng vào tranh cãi. Hãy cẩn thận vì danh tiếng gầy dựng bấy lâu dễ tan như bọt nước chỉ trong một ngày, đặc biệt là cẩn trọng với tháng 10. Ngày 20 tháng 10 của 3 năm sau, Lee Sun Kyun gây rúng động làng giải trí bởi không ai ngờ một nam diễn viên tài năng, hình ảnh mẫu mực lại dính líu tới Mai Thúy. Lee Sun Kyun lộ chuyện ngoại tình với quản lý quán bar Kim Nam Hee, bị tố dùng Mai Thúy ở nhà người phụ nữ này. Vừa qua, ngành giải trí Hàn hết sức bàng hoàng với sự ra đi của nam diễn viên ký sinh trùng. Được biết Lee Sun Kyun đã quyết định kết thúc đời mình trên xe riêng sau loạt scandal gây rúng động xứ Sở Kim Chi. Sự ra đi của bông hoa tuyết Lee Suri. Trong bài đăng lá số tứ trụ của Suri vào ngày 24 tháng 2 năm 2017, Jadid Mento viết vào năm 2018, Mậu Tuất, suy nghĩ về cái chết xuất hiện ngày càng mạnh mẽ, cô ấy vô cùng đau khổ. Năm sau, 2019, Kỷ Hợi sẽ là một năm dễ gặp bản án tồi tệ nhất cuộc đời. Đặc biệt trong năm này, sự xung đột của thiên can trong lá số tứ trụ của Suri sẽ trói buộc may mắn, khiến cô ấy phải gánh chịu một nỗi đau tới mức chẳng thể nhích nhích vào nào được. Trong năm nay, cô ấy có thể bị cám dỗ bởi những lựa chọn cực đoan hoặc ngộ độc thuốc. Vô vàn tai họa sẽ ập đến, cô ấy phải đặc biệt cẩn thận trước những hành vi bốc đồng và kiểm soát tốt sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, cuối năm là thời điểm năng lượng xấu trong lá số tứ trụ của Suri gây ảnh hưởng mạnh mẽ, sẽ rất khó khăn để chịu đựng. Và rồi vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, Suri đã tự kết liễu mình sau thời gian dài bị trầm cảm. Số phận tuột dốc không phanh của IG. Bài viết do một tài khoản đăng vào ngày 10 tháng 10 năm 2014 nói rằng IG sẽ dần mờ nhạt và trở thành một công ty nhỏ không có tên tuổi. Ở thời điểm hiện tại, sau hàng loạt scandal chấn động, chủ tịch và nhiều nghệ sĩ đồng loạt rời công ty, IG chắc chắn đã đánh mất vị thế của mình trong showbiz. Điều này dần trùng khớp với tiên đoán của ba gian Jae Osuri, đặc biệt ra sau sự rời đi của Z-Dragon, một trong những cái tên đưa tên tuổi IG vụt sáng và việc các thành viên Blackpink không tái ký hợp đồng cá nhân. Tuy nhiên, việc tài khoản này dự đoán IG trở thành công ty nhỏ không tên tuổi thật sự khiến công chúng bàng hoàng. Cặp đôi song song tan vỡ. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, một tài khoản đã dự đoán rằng Song Joong Ki và Song Hye Yi Kyo dù hay xảy ra tranh cãi nhưng vẫn sẽ kết hôn. Cả hai sẽ có cuộc sống khó khăn vào năm 2019 và bắt đầu xa nhau vào năm 2020. Mặc dù thời gian không quá chính xác nhưng những gì người này nói đều thật sự đã xảy ra. Đáng chú ý, tài khoản này còn dự đoán Song Song sẽ có tình mới vào ngay năm 2021, tức 2 năm sau khi ly hôn. Và chính xác, vào năm 2021, Song Joong Ki hẹn hò với nữ gia sư ngoại ngữ của mình là Cathy Louise Sauder. Cặp đôi đã chào đón con gái đầu lòng vào năm 2023 này. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.